Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú anh chị mình một cái cách để mình phân biệt được bóng đèn nào bị đứt và cái nào không bị đứt nha. Và một cái cách để mình nối lại cho cái bóng đèn nha. Thì bây giờ bóng đèn này của Cảnh thì đang bị đứt nè cô chú anh chị. Đó, thì đây, ổ điện Cảnh thì có điện nè. Đây, bây giờ Cảnh sẽ cắm vô cho cả nhà mình xem nha. Đó, nó sẽ không bị không cháy lên nha, bóng đèn á. Thì bây giờ ổ điện thì nó vẫn có điện nha. Đây, ổ điện đang ra sáng bóng đèn đây. Thì để cái cách để mình biết để mình sửa bóng đèn á, thì cô chú anh chị mình xem. Thì mình tháo ra. Đây, thì mình tháo ra phần bóng đèn này nè, để mình kiểm tra coi bóng nào nó bị đứt và bóng nào nó không bị đứt nha. Thì cả nhà mình sẽ chuẩn bị cho Cảnh một cái quẹt, mà quẹt mà hết ga, quẹt mình bỏ, mình sử dụng lại được nha, không cần phải vứt đi nha. Sau đó thì mình cài lấy phần nắp này ra. Đó, mình cài, mình lấy hai cái phần nắp này ra. Và sau đó mình lấy cái phần IC này để mình thử nha. Thì hai đầu này, hai phần đầu này thì cả nhà mình á kiếm một cái keo để mình chấm, mình giữ cố định lại trên cái đầu này để khi mình bật á nó sẽ không bị đau tay nha. Chứ nếu về mình cầm như vậy thì cô chú anh chị mình cứ cầm giày được thì mình cứ cầm. Đây, mình cầm giày mình thử. Còn như Cảnh á thì Cảnh sẽ chế lại bây cái này để cho Cảnh cầm á nó sẽ không có bị đau tay nha. Mình nhỏ keo vô đây, mình lấy keo mà keo chấm tan chảy á, mình chấm vô đây để mình giữ hai đầu lại để khi mình bật á nó sẽ không bị đau tay nha. Đó, như vậy. Đó thì Cảnh cũng sử dụng bằng keo này, Cảnh sẽ đốt ra và Cảnh chấm vô đây để cho nó giữ cố định lại. Sau khi á mình chấm keo vô đây, đây cái phần keo này nè. Đó. Chấm giữ lại hai đầu để mình cầm mình bấm mình thử nha. Đây, thì cả nhà mình xem. Mình thử cho coi cái đoạn nào nó sẽ bị không, bóng đèn nào không cháy là mình biết liền. Nè, cả nhà mình thấy không? Cháy đèn lên đây nè. Thì mình kiểm tra coi bóng nào nó sẽ bị nghe cả nhà. Coi bóng nào mà không chớp lên mà mình thay bóng đó nha. Mình sửa bóng đó. Đây, Cảnh đã phát hiện ra được một bóng chỗ này nè. Đây, Cảnh quay cho cả nhà mình xem bóng đây. Thì bây giờ Cảnh sẽ thử lại để cho cả nhà mình xem nha, coi là có biết là bóng đó bị hơi bị đứt nha, là mình sẽ cách khắc phục lại nha. Đây đó, tất cả nó sáng đèn lên mà có duyên cái bóng chỗ này là không sáng nha. Đây đó, thì bây giờ cái bóng này đang bị hư thì mình kiếm một cái mũi nhọn, mình sẽ dích nó lên nha. Đó, mình dích ra đây, sau đó mình cạo ra, cạo cho cái phần ten chỗ này ra. Đó, như thế này thì mình cạo ra. Rồi tiếp theo cả nhà mình á kiếm cho Cảnh một miếng giấy bạc, trong gói thuốc lá của các anh nam á đều có một miếng giấy bạc này hết, mình tận dụng lại mình xài nha. Rồi sau đó mình quấn gọn nó gọn lại. Rồi bây giờ chỗ này mình cho lên cái phần cho cái miếng bóng đèn này nè, nó hồi nãy lúc mình cảnh khử gá mình cho lên đây và mình canh nó vừa phạm vi chỗ đó thì mình cắt bỏ cái phần dư đó. Như vậy thì mình sẽ kiếm một cái băng keo nha. Rồi Cảnh sử dụng một miếng băng keo đen, mình băng keo nào cũng được hết nha. Thì bây giờ Cảnh sẽ dán lên cho cái phần này. Đó. Và mình lấy một miếng băng keo này, mình sẽ dán lên nha. Rồi, vậy là ok. Rồi, tiếp theo Cảnh sẽ kiểm tra lại một lần nữa coi còn có bóng nào ở đây hay không nha. Còn bóng nào nó bị đứt nữa hay không, mình thay luôn một lần.
Rồi Cảnh phát hiện luôn một cái bóng chỗ này nó cũng bị đứt luôn nè cả nhà. Đây cả nhà mình để ý nha, ngay chỗ này. Thì bây giờ Cảnh sẽ chạp lên cho cả nhà mình xem nha, là nó có phát sáng lên hay không lên nha. Đó, đây. Chỗ này nó không bị cháy nha cả nhà. Mình phải loại bỏ luôn cho cái bóng này luôn nha. Cái này bị đứt nhiều bóng quá. Đây mình cảnh cậy luôn cái bóng này ra luôn. Thì nếu hai bóng này nó song song với nhau, nó đang bị hư thì mình gỡ miếng này ra, mình sẽ lấy một miếng dài mình dán luôn một lần. Và cái bóng này nó ảnh hưởng với nhau luôn, nó bị sức ra luôn, cảnh thay luôn là ba bóng một lượt luôn. Rồi, nếu mà ba bóng nó đang bị hư một dọc này thì mình có thể lấy luôn một miếng bự như vậy, mình sẽ dán lên đây. Đó, mình dán lên đó. Và mình cắt một miếng băng keo rồi mình dán lên luôn nha. Rồi tiếp tục mình test để coi còn bóng nào nó bị sứt ra nữa không, nó bị đứt không. Rồi vậy là xong. Bây giờ Cảnh sẽ test thử nha cho cả nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Cảnh sẽ gắn vô và Cảnh test thử cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà mình xem rất là sáng nha. Đó thì Cảnh quay vô trong tường cho cả nhà mình dễ thấy. Đó thấy không, rất là sáng. Cái cách để mình sửa lại rất là đơn giản nha cả nhà. Đây đó, rồi những cái hộp quẹt mà cả nhà mình lỡ xài mà hết ra thì mình nhớ mình giữ lại để mình tạo ra một cái cây để mà mình thử những cái bóng đèn led đó, nó bị hư á đó. Đó mình dán như vậy và mình cầm như vậy cho nó lúc mình thử nó sẽ không có đau cái tay mình nha. Rồi bây giờ Cảnh sẽ đẩy lại đây, Cảnh bật lại cho cả nhà mình xem nè. Đây bóng đèn rất là sáng nha. Đó một cái cách để mình sửa những con bóng đèn lại mình xài, không phải mình vứt bỏ đi nha cả nhà. Đây sáng lại bình thường. Thì cả nhà mình á có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Hẹn cô chú anh chị mình gặp lại clip sau nha.